Và đây là em xui trong chân của Vũ Hà. Gần 50 thật là chuyện bình thường mà thầy ông chủ ngánh đẹp Việt Nam thể hiện nào, thể hiện nào. Thật hay. Đúng là ông chủ lúc nào cũng vậy, gánh một là gánh hai là thua. Mà đâu phải đơn giản người ta gọi thầy là thần đồng đâu, tại vì đánh quá ghê. Ra hồn cái huy chương cái, ra hồn cái huy chương cái. Chất 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 chất, ai nhở ai nhở. Đúng bắt đầu cho nó piu rồi, cho nó piu, bắt đầu mát rồi cho nó piu rồi. Ui ai đó, cụ tổ ơi. Đúng là cụ tổ mà, đánh qua ghê. Cụ ba mày chơi ai em? Chơi anh, chơi anh. Bao nhiêu là lương? Lương ra đây. Xin chào mọi người. Nam mô Di Đà Phật, Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha. Đá này là ống nè. Hãy gì vậy anh Tam Ma Đi. But not some not in my bag, I'm loading, loading. Back then it was hand. Ở đây đứng chờ mò cái. Tạ chó. Để được cười em luôn linh. Đấy cái mặt tao dữ không? Ba tên. À, chết gì vậy em ơi. Đá mày gặp ống nè. Tha già đa già đa địa già tha gì gì đô bà tị. Tạ chó. Nó chạy trời đất ơi, nó dí mà nó dí. Đứa đầu nhận nghe mày không coi đẻ, tôi coi mày ăn chạy đâm tiêu à. Về bác mẹ ơi. Má lại con, mày đừng có làm ác, mày đừng có làm như vậy con ơi. Mẹ lại con. We'll be right back.
tập trung vào. Tập trung vào. Tập trung vào. Nên là chú yên tâm, chú đừng có sợ, người ta vẫn thích gọi cháu là màu sắc boy. Cháu không phải thằng đầu đường xó chợ, mà cháu tự hào là một thằng đầu cắt môi.